giáo sư ơi, cháu là Mai Ngố và Bù Xù đây ạ. À. Ồ, hai đứa sang rồi đó hả? Đúng giờ ghê. Hôm trước, bọn cháu hứa sẽ sang giúp bác dọn dẹp nhà cửa mà. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây ạ? À? Được rồi, hai đứa xếp giúp bác chồng sách kia lên giá nhé. Để bác soạn xem những vật dụng nghiên cứu nào đã cũ, chúng ta sẽ bỏ đi. Vâng ạ. Đã 11 giờ rồi, hôm nay hai đứa giúp bác vất vả quá. Vậy hai đứa ở lại ăn trưa với bác nhé, để bác đi nấu cơm. Dạ, vâng ạ. Bác giáo sư ơi, để cháu giúp bác đặt cơm nhé. Cháu biết đặt cơm rồi đó ạ. Được rồi, vậy Mai Ngô giúp bác nhé. Mai Ngô ơi, sao cháu vo gạo nhiều lần vậy? Tại cháu thấy nước vo gạo vẫn còn đục nên cháu tưởng nó vẫn bẩn. Cháu muốn rửa sạch hơn. Nấu cơm đúng cách không phải như vậy rồi. Để bác nói cháu nghe, vo quá nhiều lần sẽ bị mất chất dinh dưỡng của gạo, đặc biệt là gạo trắng như thế này. Tại sao lại như vậy ạ? Gạo chính là hạt của cây lúa. Loại hạt này khi chín sẽ được bao bọc trong lớp vỏ trấu. Sau khi bỏ lớp trấu này đi, ta sẽ được gạo lứt. Loại bỏ lớp vỏ bên ngoài gạo lứt hay còn gọi là cám, ta sẽ được gạo mầm. Tiếp tục tách lớp mầm này, chỉ để lại phần nội nhũ bên trong, ta sẽ được gạo trắng. Gạo trắng có màu trắng đẹp, mềm, vị ngọt nên rất nhiều người thích ăn. Tuy nhiên, đây lại chính là gạo suy dinh dưỡng, sau khi bị loại bỏ hết các phần quan trọng nhất trong hạt gạo đó. Tại sao lại là gạo suy dinh dưỡng vậy? Trong gạo trắng sẽ không có lớp cám và phôi mầm, nên dù có bị ngâm nước thì gạo trắng cũng chỉ bị trương chứ không nảy mầm được. Trong khi đó, nếu để gạo lứt ở nhiệt độ thích hợp và ngâm nước vừa đủ, gạo lứt sẽ nảy mầm. Gạo lứt có thể nảy mầm vì đây là gạo còn sống, chứa trong mình năng lượng sống. Đó chính là lý do vì sao lại nói gạo trắng là gạo đã chết. Vậy nên gạo trắng đã qua xay sát rồi. Khi nấu không nên vo gạo quá nhiều lần vì sẽ mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng nữa. Ngoài ra, gạo cũng không nên để quá lâu, nếu tiếp xúc với không khí cũng sẽ bị oxy hóa theo thời gian. Đặc biệt, với loại gạo trắng được tinh chế đã bị xay hết vỏ cám sẽ nhanh bị oxy hóa hơn gạo lứt. Nó cũng giống như việc sau khi gọt vỏ táo, quả táo sẽ nhanh chóng chuyển sang màu nâu đó. Cháu hiểu rồi, từ giờ cháu sẽ rút kinh nghiệm khi đặt cơm. Cũng chính vì lý do đó mà ngũ cốc là một loại đồ ăn rất nhiều chất dinh dưỡng đó. Ngũ cốc chưa qua tinh chế chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể như protein, tinh bột, chất béo hay chất xơ. Ngoài ra còn có rất nhiều vi lượng khác như vitamin B1, vitamin E và các khoáng chất như sắt, phốt pho. Cháu cũng hiểu rõ rồi, đây là những điều gần ngay trong cuộc sống mà cháu lại không biết. Cháu cảm ơn bác giáo sư ạ. Từ giờ nấu cơm cháu sẽ không vo gạo nhiều nữa, giữ lại chất dinh dưỡng của nó.